em thì nói chung thì cô Điện cũng không biết nói sao. Em thì quên tên người khác mới nói em lại quên kêu. Tên Trung bạn ơi. Dạ chào Trung. Mời bạn Nam. Mời bạn nữ. Thôi, bây giờ chúng ta giới thiệu về mình đi. Đầu tiên thì em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và tất cả khán giả. Em tên là Đào Hình Châu, năm nay em 27 tuổi. Hiện tại đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh làm nghề gì? Dạ, em dạy em làm xây dựng anh. Em là kỹ sư xây dựng hay là sao? Dạ, kỹ sư xây dựng anh. Quê ở đâu bạn? Dạ, quê em ở Kon Tum và hiện tại em vô Sài Gòn sống được 9 năm rồi. Rồi, em giới thiệu đi em. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Mỹ Duyên, năm nay em 24 tuổi. Em đang là nhân viên tư vấn tài chính. Ồ, mình quê ở đâu? Dạ em ở Vĩnh Long chị. Em cùng quê với chị. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà mình làm việc ở đây hay làm việc Vĩnh Long luôn? Dạ không, em làm việc ở Sài Gòn chị. Vĩnh Long dễ thương quá trời quá đất luôn. Sao chưa có bạn trai hả em? Dạ hiện tại thì em cũng có tìm hiểu một vài mối tình đó, nhưng mà nó lận đận hay sao á chị. Người thì em tìm hiểu là đã có gia đình rồi và người thì quen 2-3 người gì đó. Cô không hiểu tại sao. Bỏ 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 mấy cái râu ria đó qua bên đi. Bây giờ là vậy là ủa vậy chưa có mối tình chính thức nào hết hả? Dạ đúng rồi chị. Bạn trai thì sao? Bạn trai cười thì rất là tươi, nghe nó chưa có mối tình sâu sắc nào cười. Rồi sao bạn còn bạn? Dạ em thì trước cũng có một mối tình nhưng mà giờ kết thúc cũng lâu rồi. Mối tình nó sâu sắc không? Dạ cũng gần tới anh. Lý do sao mình chia tay? Thì cũng có nhiều lý do đó, thì do hồi trẻ cũng ham chơi này nọ kia thì... Giờ còn ham chơi không? Dạ giờ ham gì chơi rồi anh. Ủa giờ già rồi hả? Dạ hết trời trâu rồi anh. 27 anh. 27, một năm hai năm nữa cũng lấy đi vợ được rồi ha. Rồi. Bây giờ mình có ưu khuyết điểm gì không? Ưu điểm của em thì nói chung thì ưu điểm cũng không biết nói sao. Ủa, sao nói vậy đi? Dạ chắc ưu điểm ít. Rồi khuyết điểm có nhiều không? Khuyết điểm thì nói chung là ngủ thì cũng hay ngáy, hay thích tụ tập bạn bè đi chơi bời. Chơi bời gì? Chơi bời là chơi gì? Dạ thì về nhà tổ chức ăn nhậu về nhà rồi. Nhậu dữ lắm hả? Dạ không, lâu lâu cũng nhậu, nhưng tuần hai tuần tháng nhậu. Trong xây dựng này nhậu dữ lắm nè. Dạ, có luôn anh. Rồi bạn gái có ưu điểm gì? Ưu điểm của em thì em cũng biết nấu ăn, em có thể chơi thể thao một số môn. Môn gì, môn gì? Dạ em có thể chơi cầu lông rồi đá bóng chẳng hạn. Trời đá bóng luôn hả? Tướng gì mà chơi đá bóng hả? Vị trí nào em? Dạ thủ môn anh ơi. Trời ơi, nhìn là hết hồn luôn. Rồi khuyết điểm của mình là gì? Dạ khuyết điểm em thì hơi nhiều quá chị. Dạ em thì hơi nóng tính. Lại tính em nó hay quên lắm. Nhiều khi em hay quên tên người khác mới nói em lại quên tiêu. Nãy giờ em biết anh bển tên gì không? Em quên rồi chị. Nói lại anh ơi, tao quên rồi. Tên Trung bạn ơi. Dạ, dạ chào Trung. Trung TR. Trung đó nha, nhớ nha. Dạ em nhớ rồi anh ơi. Nhớ nha. Chị cũng hay quên lắm. Còn em muốn đi tìm một đối tượng của mình như thế nào? Dạ một người phụ nữ nói chung là biết lo cho gia đình. Phụ nữ nào cũng biết lo gia đình hết trơn, dạ, cho nó khỏi lo. Hiền hòa. Dạ. Phụ nữ nào cũng hiền, không lâu có người giữ không thôi. Không có xe xua. Xe xua là sao? Không xăm mình hoặc là hay là nhuộm tóc những màu nó quá sáng gì. Trời ơi, chết rồi, chết vàng, chết rồi. Màu đỏ hoặc màu gì đó, tím nữa. Nó nhuộm cho đẹp có gì đâu. Ờ, phụ nữ ta làm đẹp có sao đâu bạn. Kỳ hả? Nói chung người Việt Nam mình có tóc đen nó đẹp có gì đâu anh. Không thích màu gì hết hả? Dạ không. Giờ cái xu hướng mới là các bạn trẻ hay xăm chút xíu không được hả? Xăm nhẹ mà xăm ở đâu nhỏ không sao, nhưng mà xăm lớn quá nhìn nó ghê quá. Ủa tôi nhuộm tóc mắc mớ gì đến chú? Ủa chị em đâu có nói là em thích chị đâu. Cái nhuộm tóc không đẹp thôi mà. Tôi đẹp mà. Ủa chị đẹp về khuôn mặt chứ đâu đẹp tóc đâu. Tóc nhuộm là xấu. Không phải xấu mà là em không thích nhuộm tóc chứ không phải là xấu. Đen quá vậy? Dạ phơi nắng mà chị. Làm gì mà qua chơi đàn trai dữ vậy? Ủa ai biểu chê tóc tôi không đẹp chi? Thôi trả thù. Không nói vậy thôi chứ lỗ tai này tướng này giàu lắm nè. Ồ làm kỹ sư có nhà chưa? Dạ nhà thì ba mẹ cũng mua cho ở rồi. Sao không mình đi làm bao nhiêu năm không tự mua được mà phải nhờ ba mẹ? Dạ không phải, ba mẹ muốn cho mình ở trong đó. Vậy ba mẹ cho ở ra vô á, thì em sắp tới em cũng mua một căn hộ mới hoặc là sửa chữa nâng cấp nhà lại. Có tài năng gì không? Có tài năng em gì? Thì tài năng không, em chẳng có tài năng gì hết. Trong hát thì hấp dở, nói chung thì cô bên đây cô gái Vĩnh Long đẹp cực kỳ. Dạ. Nói vậy đó là hiểu rồi. Bài ca xây dựng đi, đúng nghề em đi em. Dạ, bài ca xây dựng hát được. Được. Rồi làm đi. Bạn đời ơi, bạn có nghe sang niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong. Và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta là lên đường đến những chân trời mới. Tình yêu của đôi ta về ngôi nhà hằng mong ước sẽ tràn hòa trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn. Bạn đời ơi, hãy tin, hãy yêu và hát
hát cùng chúng tôi những người thợ xây tin yêu cuộc đời mới. Đó, hát gì được rồi. Mà nó nghe nè. Dạ. Thấy ông này làm như dơ dơ không sạch ta. Sao dơ sạch vậy? Do anh đèn cái pha mới đi làm về luôn hả? Cái nón này là sao đem lên đây làm chi? Em thì hồi sáng không trần nhưng mà em về tắm rồi mới qua đây. Có tắm chưa? Dạ có rồi. Ủa cái kia là cái gì vậy? Dạ anh chim. Nhưng mà để làm gì? Thì tặng bạn gái. À tặng dạ. Gặp mặt tặng chim. Dạ. Gặp đàn trai quá, đàn trai cũng ngon lắm chứ mà luận giỡn hả? Kỹ sư xây dựng hát hay. Tôi con thấy bạn chim có gì đẹp ngon, nữa. Có con chim này. Chào em gái, trời dễ thương quá. Kỹ sư xây dựng có con chim đẹp. Chưa biết có hẹn hò được hay không, thấy lời có con chim là được. Chim có bông hay là chim chim thiệt mà. Chim thiệt. Chim thiệt luôn. Ừ, thấy chim thiệt chưa? Vậy đừng làm chết con chim ảnh nha. Dạ chim thiệt thì em năng niu lắm mà anh không để cho chết đâu. Em không thích gì ở người đàn ông? Dạ em không thích là người nam mà ngồi cứ rung đùi rung chân lắc ghế gì á. Ủa cái vụ đó đâu ảnh hưởng gì tới cuộc sống đâu. Có bài hát mình ngồi mình rung đùi, mình ngồi mình rung chân, cứ rung cái rung 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 bình thường mà. Không anh, ví dụ như rung đùi thì ở nhà mình có thể rung đùi được, nhưng mà mình đến một cái nơi nào đó hoặc là hay là mình đi ngồi ăn tiệc gì đó mình ngồi mình rung đùi vậy nó kỳ lắm anh. Ừ cũng được ha. Còn cái gì này nữa không? Không, em không thích. Dạ em không thích ngửa dơ. Thấy chưa? Mình bảo nó dơ. Không có dơ, tại em nói thôi chứ làm gì dơ. Em không thích ngửa để móng tay dài. Hết. Dạ, mỗi ngày ơi. Có không? Cái này người ta đi nắng nó đen thôi chứ không phải. Có để móng tay dài không? Có một móng thôi. Là để một móng dài. Một móng dài thôi khúc. Ngón nào anh? Ngón cái, để gãi mà. Dạ phải cắt nó được anh. Rồi còn yêu cầu gì nữa không? Bây giờ cao trên 1m65. Cao 1m65. Đừng đen quá gì đừng thối gì. Dạ, ta làm công trình mà. Hối nữa hả? Ủa sao mà cô này có thích gì lạ ta? Người ta rung đùi thì kệ, người ta hối thì kệ, người ta miễn sao ta lo cho tốt là được rồi. Dạ là ngay từ đầu em không thích, em không ấn tượng là không có chọn được rồi đó anh. À dạ. Dạ. Mà thường đặc biệt mấy người đó người ta hay tốt lắm em ơi. Anh chỉ nói vậy thôi. Đó là quyền của người ta, giờ người ta không thích thì chịu thôi chứ biết sao. Nãy có mấy người dưới đang ngồi rung chân nghe cô nói. Vậy chứ tự nhiên của họ mà chứ tự nhiên đó cái anh bên đó mặc mới người ta nhuộm tóc anh không thích. Đúng không? Bên đây rung đùi người ta không thích. Sở thích liền chị ơi. Rồi. Rồi. Nãy giờ cô ấy đưa ra cái tiêu chuẩn vậy em thấy em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ nói chung về chiều cao thì em khả năng em được. Còn mấy thứ kia? Dạ, còn đen thì em chắc cái đen này hết rồi đó. Hết phần đen đó. Thôi thì thôi chứ anh kia là công việc ổn định nè, nhà cửa ổn định nè. Dạ mọi thứ cũng ok. Bây giờ hỏi thăm ý kiến người thân đi, hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với ba với mẹ với chị của em chị. Dạ chào, dạ, chào cô chú. Cô thấy tình hình con rể tương lai có được không cô? Về ngoài thì thấy cũng được, nhưng mà giờ ăn thua hai trẻ thì hả, nó hợp nhau thì tiến tới thôi chứ người lớn mình chỉ chứng kiến thôi. Nhưng mà cô dạ. Có đưa ra cái tiêu chuẩn gì trước khi mà đến đây không cô? Chú có ý kiến gì không chú? Thì thấy bạn nam này thấy cũng thành thật cũng được, thì tôi có nhiều ý kiến vậy thôi. Trung nói chuyện với cô chú đi, nói chuyện với hai bác đi. Dạ thì trước thì có hai bác thì và có chị và chung có khán giả thì con cũng xin phép hai bác xuống thăm nhà hai bác. Nếu ba mẹ con rảnh rỗi con mời ba mẹ con xuống chơi thăm gia đình hai bác luôn. Dạ. À, Trung có đi với ai không? Em gái. Rồi em gái. Rồi, chào em. Chị Cát Tường và anh Quyền Linh ạ. Em là em họ của anh Trung ạ. Mà em có một ý kiến thế này là anh Trung thì nói chung là tính anh cũng hơi nóng tính một chút xíu, nhưng mà thực ra thì cũng sống tình cảm. Em cũng mong là hai người có thể đến được với nhau ạ. À, nhưng mà em nhận xét chị gái bên này như thế nào? Nói chung là mọi cái em thấy đều là tốt hết ạ. Rồi, mình cũng nghe ý kiến người thân ở trơn nè ha. Bây giờ dạ. Giây phút gặp mặt nhau nha. Rồi, bắt đầu. Tặng chim đi chứ còn chần chờ gì nữa. Để con chim tặng bạn. Dạ, đúng rồi. Thích không em? Lần đầu tiên tôi mới thấy trong tình yêu lần đầu tiên gặp mặt tặng chim cũng lạ. Sao ta? Dạ, hiện tại thì anh đang sống với anh chị hay là sống một mình? Hiện tại thì mình đang sống với em trai. Anh chứ có mình gì đây. Mình là trả chim lại à, tự tính lên đi lấy vợ mà mình em có gì hỏi thêm không? Cứ cái hỏi anh sẽ trả lời hết cho em những gì em muốn. Vậy anh có gì hỏi em không? Nói chung là nhìn em cũng rất là dễ thương. Nói chung lần đầu nhìn em nói chung là vượt ngoài suy nghĩ anh nghĩ. Dạ, dễ thương. Nhưng mà lúc nãy em cũng nghe em gái nói là anh nóng tính ấy, tại vì tính em cũng hơi nóng tính, nhưng mà nếu mà có việc gì anh có nhường em không? Thì mình nói thật ra thì nóng thì cũng phải có đúng cái nóng thôi, còn nếu mà hai người đều nóng thì mỗi người nhịn nhau một cái bớt nóng rồi nói chuyện tiếp chứ. Nhưng mà người nào sẽ nhịn? Nói chung bạn nóng mình lâu ngày mình chơi chán rồi bạn hết nóng mình về. Rồi mọi người nói một câu thật là tình cảm.
Chúng ta sẽ kết thúc cuộc nói chuyện. Anh thì không, anh nói không có hay, không có giỏi, nhưng mà nói chung thì kỳ đất hoài. Đâu có đâu chị. Bây giờ mình nghĩ sao tận đáy lòng, bây giờ mình cảm nhận cô ấy thế nào? Nó có rung động chưa? Nói chung thì thấy bạn gái cũng rất thật xinh, và mình cảm thấy là mình cũng đã kết bạn rồi đó. Thì có sao nữa cơ. Thì hết không biết nói gì nữa. Anh em tự nhiên qua đó bạn ở đây, mình ở đây trời. Không, thường yêu á hay bối rối lắm. Bạn nữ, bạn cảm thấy như thế nào? À, dạ, thì đến với chương trình hôm nay thì em cũng nghĩ là ví dụ như hôm nay mình gặp lại nhau cũng là một cái duyên rồi. Thì cái tương lai như thế nào thì có thể để thời gian để trả lời tiếp cái vấn đề đó. Rồi. Dạ. Hết thời gian. Chúng ta có 3 tiếng đếm được quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Hơi giật mình. Rồi. Bạn nữ hình như là bóng hơi chậm. Vâng, tại vì em đến với chương trình là một điều rất là nghiêm túc, cho nên em cũng phải suy nghĩ về cho nó chu đáo một tí ạ. Tất cả mọi người đến đây đều có cái suy nghĩ rất là nghiêm túc. Dạ. Bởi chương trình này đã tạo cho rất nhiều người đã thành vợ thành chồng rồi, xanh con có cái luôn rồi. Và sự nghiêm túc đó được thể hiện ngày hôm nay chính cái nút bấm của bạn. Rồi, chúc mừng hai bạn nhé. Nào, hãy cùng nhau xem phim để tìm hiểu kỹ hơn. Cảm ơn anh. Dạ. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng với các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bây giờ thấy thế nào? Run quá anh ơi. Nắm tay nhau cái coi cho hết run đi. Nắm chặt tay bạn gái. Đấy. Rồi. Chúc hai bạn sớm báo hỷ cho chúng tôi. Cầm chim anh đi xuống đi. Anh vừa nắm tay vừa giữ chim chứ. Sao gì lo chim không lo tay cho vậy? Trời, sợ mất cái nón nữa, khổ ghê vậy đó. Và quý vị hãy bình chọn cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò tại giải Mai Vàng lần thứ 22 bằng cách hãy vào trang fanpage của Bạn Muốn Hẹn Hò xem thông tin và bình chọn dùm cho Bạn Muốn Hẹn Hò và hai MC rất là duyên dáng và đáng yêu. Cách bình chọn cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ở hạng 1, chương trình truyền hình được yêu thích tại giải Mai Vàng lần thứ 22 năm 2016. Truy cập fanpage chương trình www.facebook.com/bạn muốn hẹn hò và làm theo các bước. Bước 1, truy cập link bình chọn giải Mai Vàng 2016. Bước 2, điền đầy đủ thông tin vào các ô, điện thoại di động, số dự đoán là tổng số phiếu tham gia đề cử hợp lệ. Mã xác nhận, hãy nhập kết quả phép toán. Tên, nhập tên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và chọn vào ô chương trình truyền hình. Sau đó bấm vào gửi thông tin. Bước 3, nhắn tin chứng thực số điện thoại. Soạn tin nhắn điện thoại, Mai Vàng gửi 8001 để chứng thực số điện thoại thì phiếu đề cử mới hợp lệ. Vấn đề là anh đi tìm vợ, anh tìm như thế nào? Nếu mà đẹp như chị Cát Tường thì chắc không được rồi. Em chỉ cần bình thường giống Nhã Phim chút. Anh chàng kỹ sư với cô gái tư vấn tài chính ha, dễ thương. Hy vọng hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hạ Màn. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, chúng ta giới thiệu về mình đi bạn. Em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Chào toàn thể quý vị khán giả. Em chào người nhà của bạn gái bên kia và chào bạn gái bên kia luôn. Quá dữ. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên Nguyễn Văn Thảo. Năm nay 29 tuổi, hiện tại em đang làm thiết kế nấn cho công ty bao bì. Em đang sống và làm việc tại Củ Chi. Quê bạn ở đâu? Dạ, quê gốc em thì ở ngoài miền Trung, nhưng mà hiện tại em có nhà riêng ở Củ Chi. Nhà riêng đó là nhà của mình hay là gia đình mình để lại? Của mình vậy, em mới mua năm ngoái. Rồi em làm gì mà em mua nhà được giỏi vậy? Cũng gặp hên nhiều. Ta làm gì hỏi người ta chi, hỏi cho biết bắt trước làm. Được. Rồi mời bạn nữ giới thiệu. Chào chị Cát Tường và anh Quỳnh Linh. Chào bạn. Em tên là Nguyễn Thị Thu Lập, em 22 tuổi, hiện đang là chuyên viên tư vấn tuyển sinh đại học trực tuyến Tobica. Em quê ở Củ Chi ạ. Ồ. Nếu bây giờ mình tìm được bạn trai thì mình dự tính là bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân được?
Dạ em nghĩ là khoảng 2 năm ạ. Quen tìm hiểu 2 năm rồi cưới cũng được rồi. Bạn nam thì như thế nào? Dạ càng sớm càng tốt vì tại giờ em ở mình buồn. Anh có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình, chia tay cũng lâu lâu rồi. Lâu lâu rồi hả? Dạ. Vấn đề là anh đi tìm vợ, anh tìm như thế nào? Người ra sao? Nếu mà đẹp như chị Cát Tường thì chắc không được rồi. Em chỉ cần bình thường chút thôi. Dạ, em diễn tả đi, em có cái chuẩn mẫu người lý tưởng của em không? Em diễn tả dạ, cho em. Dạ, giống Nhã Phương chút. Ừ, cũng thấp quá hả? Dạ. Bạn nữ mình có đặt ra tiêu chuẩn bạn trai như thế nào không? Trung thực, không biết nói dối, không phải là người gia trưởng. Và phải biết con quan tâm, chia sẻ việc nhà với lại người vợ của mình. Ồ, bạn trai có biết làm việc nhà không bạn? Em tự làm, không có ai làm đâu chị. Dạ như vậy tốt quá. Rồi còn cái gì bạn không thích ở bạn trai? Hút thuốc. Còn thuốc không? Dạ có. Lúc mà em làm việc áp lực với lại nhậu nhẹt bạn bè thì cũng có hút. Thì mình hạn chế bớt rồi từ từ mình anh bỏ hút luôn. Một ngày mấy gói anh? Một ngày nửa gói em. À, hơi nhiều đó. Em có thích bạn trai nhậu nhiều không? Dạ em cũng không xét quá sắc nét, có thể nhậu với em được. Nhậu với em được. Ờ em muốn được mấy chai? Một chai luôn. Một chai hả? Chai rượu hay chai bia? Chai bia. Trời ơi, có một chai mà rượu người ta nhậu hết hồn, tưởng đâu nhậu được nhiều. Mình lúc rảnh rỗi mình làm gì em? Có hay đi chơi với bạn với bè ngoài cà phê, ca hát gì không? Dạ bình thường thì cũng hay hát karaoke với lại các chị trong công ty. Dạ, vậy là hát hay lắm phải không? Dạ em cũng từng là cây văn nghệ của lớp. Ồ, vậy bây giờ phải biểu diễn một cái mục văn nghệ liền. Em hát một đoạn thôi nha. Được rồi, đứng lên hát, mình biểu diễn luôn em. Mình một cây văn nghệ mà. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng đăng ly. Chào anh ạ. Hay quá. Cảm ơn em. Giọng hát rất là trong sáng ha, ngọt ngào ha. Dạ em thích hát. Thích hát hả? Dạ thích quẩy nữa. Được. Nếu bây giờ mà anh không chịu bỏ thuốc thì sao? Do bản thân anh là không chịu sửa thôi, chứ em nếu quyết tâm sửa thì sẽ được. Muốn anh bỏ thuốc luôn đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì em không ngửi được mùi thuốc. Cái này quan trọng lắm em. Cô ấy không ngửi được mùi thuốc. Nhiều người ta bỏ vợ chứ không bỏ thuốc đó em. Em bỏ thuốc chứ không bỏ vợ. Được ha, được được. Mừng quá. Tôi thích những cái câu mà chốt vấn đề dứt khoát vậy đó. Sướng lắm mới lấy được vợ trẻ mà rồi, đẹp dễ thương nữa. Lắm rồi nha. Mà cổ quẩy lắm nha, anh có sức quẩy với cổ không? Nếu mà quẩy kiểu hợp hợp thì mới được. Quẩy kiểu sao là hợp? Đâu thử làm cái giống cổ không? Làm thử cút coi được không? Làm cút coi quẩy được không? Đâu có sao bạn đứng lên tự nhiên đi bạn. Đứng lên, đứng lên bình thường. Đứng lên. Nào, tự tin lên, trời ơi đàn ông mà. Đúng rồi, vậy chứ uống chai hai chai rồi đứng nhảy từng từng à. Rồi, bắt đầu. Gặp em từ buổi xem nhạc mấy luôn. Giọng ca ngọt thêm xiết bao, lời ca bỗng như lao sao mà lòng anh thấy như nào nào. Từ khi hát vậy tôi không biết sao quẩy luôn á. Quẩy là quẩy thì sao? Không hát dễ thương. Không bây giờ vậy nè, chút xíu nữa mà kéo màn lên là cô bên này cô hát rồi anh sẽ quẩy. Chết chết mắt cái tôi chi. Áp lực à, áp lực à. Mà sao móng tay để chi dài vậy anh? Em chưa kịp cắt. Về kêu anh cắt móng tay nha Cương. Dạ. Trời ơi, thằng ông để móng tay dài. Mình, đi ai? Dạ em đi với chú. Gặp chú cái rồi. Dạ xin chào Quỳnh Linh, xin chào Cát Tường. Chú thấy tình hình nãy giờ hai bạn nói chuyện nhau thấy có hợp gì không chú? Hai chú cháu đi từ Củ Chi xuống đây trời mưa nhưng mà thấy là giống là ông trời đã ban cho Thảo một cô gái rất là toại nguyện. Đối với tôi là thấy rất là ok. Dạ, con cảm ơn chú ạ. Thấy chú nói chưa, ông trời ban cho đó. Bạn gái bên đây mình có đi với ai không? Dạ hôm nay thì em đi với ba và hai bé ở chung phòng ạ. Ồ, có ba nữa hả? Đâu ba đâu ạ? Chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường với anh em khán giả đây á. Thì nói về em trai này á, 29 tuổi là rất là chững chạc. Thì tướng thì cũng lịch sự, nói chuyện dễ thương thì cũng ok rồi. Chú cũng chấp nhận là hai cháu quen nhau. Dạ con cảm ơn bác. Bác góp ý là con nói chuyện lớn tiếng chút chuyện hơn. Mình đàn ông lớn xíu với con. Đàn ông phải nói chuyện lớn tiếng lên. Đúng rồi. Như rụt rè quá. Dạ con trước tiên là con cảm ơn bác rất là nhiều đã cho con cơ hội để tìm hiểu em.
Và nếu như mà được tìm hiểu em lâu dài thì con sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể, sẽ làm một bờ vai vững chắc cho em. Cảm ơn con. Thôi cảm ơn hai ba gia đình. Bây giờ là chúng ta gặp nhau nha. Cảm không áp lực gì hết trơn á nha. Còn áp lực không? Còn nói lớn lên nha. Ba ở dưới đang để ý đó, nói lớn lên đó. Thôi là không có gả con đâu. Dạ, cho anh Thảo ạ. Dạ, anh có món quà. Món quà này là anh tự tay làm. Dạ. Còn cái sản phẩm bên trong thì anh mua. mở luôn, tôi coi coi. Là hộp không chứ không có gì trọng á. Trời ơi, trái tim. Mở nữa, mở luôn. Cứ đừng rách trái tim của người ta kìa. Son. Chắc là cây son. Dạ. Trời ơi, dễ thương quá. Món quà này phải cất làm kỷ niệm nha em. Dạ. Đó, đẹp nhất trái tim tự tay làm. Không biết là nãy giờ trao đổi thì anh có nhớ tên em không ạ? Trời. Em rất đa phần các bạn là ưa quên tên em lắm. Nên em cần một người nhớ tên em kỹ hơn ạ. Thì em cho anh cơ hội nhớ tên em lần nữa. Em tên là Thu Lập ạ. Rồi, cái cảm nhận đầu tiên mình gặp nhau thì anh cảm nhận cô ấy như thế nào? Dạ, hoàn hảo chị. Giống như lời chú nói không? Dạ, giống. Em cảm nhận anh như thế nào? Em cảm nhận anh là người là thân thiện, dễ gần. Hơi nhút nhát, hơi áp lực. Em rất ấn tượng đối với các bạn trai mà hát hay, biết đàn và biết chụp hình. Anh thì chụp hình dữ dằn. Tại vì anh làm bên thiết kế nấn á. Đa số là anh đi chụp hình về để xử lý hình ảnh. Nói anh chụp hình đẹp lắm, chụp hình dữ dằn. Ví dụ hồi nãy mình nói cô này hát, anh này quẩy. Quẩy đi. Em mình trẻ. Đó, trung mình thấy. Mạnh mẽ chưa? Truyền qua cái sức sống quá trời. Chưa, nó mạnh mẽ năng động vậy. Nói lên đi, người ta đứng rồi mà mình không đứng. Hồi ý à, sắp tới em tính làm gì? Đứng lên đi, anh đừng có quả cho người ta. Nhảy nhót luôn. Đúng rồi mới được á. Anh không biết làm gì luôn á. Anh chỉ cần nghe được rồi, em cần người lắng nghe nhiều hơn. Dạ. Để em nói vậy đi, dễ chị Cát Tường chặt chém anh. Dạ. À, em hát xong thì anh trả lời nhé. Trả lời. Tại vì cái câu hát này vừa là câu hát và là vừa là lời nói luôn. Dạ. Gắm tâm sự như đó. Dạ. Hứa đi anh, hứa với em nhé anh, sẽ mãi không bao giờ anh yêu ai ngoài em. Hứa đi anh, hứa sẽ mãi chung tình, anh sẽ không bao giờ làm trái tim em phải đau. Dạ hết rồi em. Cái điều đó anh có hứa được không ạ? Việc anh hứa thì anh sẽ hứa. Quầy vốn. Không, hai bạn ngồi xuống đi. Rồi, về chỗ ngồi. Thôi bây giờ mình tỏ tình đi. Nói tận đáy lòng của mình bạn trai nha. Anh tin là nếu như mà mình đến với nhau á thì anh sẽ làm tất cả những gì có thể để cho em có một bờ vai vững chắc. Anh chỉ muốn là em tiếp nhận, em chấp nhận anh làm bạn trai rồi để anh có cơ hội thể hiện. Hay quá. Tên gì? Bạn gái tên gì? Nhớ không? Dạ, bạn gái tên Lập. Gì? Cái gì Lập? Em quên cũng. Thôi cũng có nhớt giác em nhớ được tên Lập. Nhớ tên là được. Thu Lập. Dạ. Nha. Dù suy nghĩ như thế nào cũng ráng giữ cái trái tim bằng giấy của ảnh nha. Đặt tay lên nút bấm đi bạn. Suy nghĩ thật kỹ, không bởi bị tác động bởi bất cứ một điều gì cả. Không vì cây son hay không vì trái tim bằng giấy. 1 2 3. Hết thời gian. Giờ mới thở vào nhẹ nhõm. Thở vào nhẹ nhõm. Nắm tay nhau đi. Tay mắm. Đây, những chiếc vé xem phim giúp các bạn có thời gian tìm hiểu kỹ hơn. Thể tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng với các hệ thống của Âu Cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi, bây giờ bắt đầu chính thức mình hẹn hò này nè. Mình nói gì với ba đi. Em á. Ủa? Dạ. Nói với bác gái trai đó. Em kêu nói với ba mà. Thì giờ coi như ba tương lai đi. Dạ. Không, ở nhà em còn kêu ba bằng tía. À, tía tía chịu giờ trồng mía cho tía. Thôi lớn lên à. Con cảm ơn tía. Tiếp tục. Bắt đầu từ đây gì đó cho tụi con tìm hiểu. Bắt đầu từ đây tụi con sẽ tìm hiểu nhau một cách chín chắn.
nếu mà thành vợ thành chồng đó, điều đó là ba mẹ cũng mong muốn. Tía của Thu Lạm giờ không có gì hơn, cũng cầu chúc hai cháu để tìm hiểu nhau để đến tới hôn nhân. Bây giờ thì bạn trai đã ngồi đây rồi, Cát Tường sẽ ra ngoài và sẽ mời bạn gái của chương trình ngày hôm nay vào trong. Lạnh dữ, có hơi rung nên hơi lạnh ha. Ngồi xuống đi cưng. Rồi, hai bạn hãy tháo mặt nạ của mình ra. Chị giúp cho. Đây, chị chỉnh lại cho, coi. Rồi, xin chào hai em đã ngồi vào vị trí mình rồi, mình cách nhau một cánh cửa trái tim ha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu lớn lên về bản thân mình để cho đối phương có thể nghe được rõ ràng. Mời em trai. Dạ, xin chào chị Cát Tường. Xin chào bạn nữ phía bên cạnh ạ. Em xin tới tự giới thiệu, em tên là Lê Văn Danh. Em năm nay 29 tuổi. Công việc hiện tại của em là chuyên viên thiết kế quảng cáo. Và hiện tại em đang sống và làm việc tại huyện Đơn Dương, Lâm Đồng. Lâm Đồng? Dạ. Quê mình ở đâu? Dạ, em sinh ra cũng Lâm Đồng luôn. Rồi, mời bạn gái. Dạ, xin chào chị Cát Tường. Xin chào quý vị khán giả, xin chào bạn nam bên kia. Em tên là Cao Thị Thanh Nhàn. Năm nay em 27 tuổi, quê em ở Bình Định. Đang làm nhân viên xuất nhập khẩu tại một công ty ở Dĩ An, Bình Dương. Ở Bình Dương? Dạ. Có cái nào em nghĩ mình lên miền núi ở không em, cho nó mát mẻ, khí hậu trong lành? Dạ, chưa bao giờ suy nghĩ tới. Chưa bao giờ suy nghĩ tới. Dạ. Thế em có nghĩ là lấy chồng thì mình sẽ theo chồng không? Dạ có. Em có ngại yêu xa không? Dạ không, bình thường. Theo như em nghĩ bây giờ yêu xa xôi, khoảng cách địa lý như vậy thì bao nhiêu lâu em muốn bạn trai mình sẽ thăm mình một lần? Dạ, nếu được thì một tháng một lần là được. Ít quá vậy? Dạ, hơi xa mà chị. Chưa gì đã thấy thông cảm cho nhau rồi. Thế em nghĩ bao lâu em sẽ thăm bạn gái mình được một lần? Dạ, chắc là ít nhất thì phải nửa tháng thăm một lần. Hơi xa à? Dạ, tình yêu thì vượt đèo vượt suối gì cũng được hết. Dễ thương quá ha. Thế, em nói chút xíu về công việc của mình đi. Cái cơ duyên nào em làm nghề thiết kế? Dạ, tại vì từ khi mà tham gia bên các hoạt động ở bên bên chùa á, thì hay nhận phụ trách bên cái mảng mà in ấn các băng rôn mắc kết những ngày lễ rồi đó. Rồi mình một lòng mình cũng muốn để cho các tác phẩm của đơn vị mình thì nó đẹp hơn so với các đơn vị bạn. Rồi em lên mạng em tìm hiểu rồi em học hỏi cách thức tự học ở nhà. Rồi một phần thì vô trong cơ sở in đó, công ty in đó thì người ta thấy em làm được cũng có gọi năng khiếu bên lĩnh vực đó rồi. Người ta nhận em vô làm chuyên viên thiết kế luôn. À, thế em hiện giờ em đang sống với ai? Dạ, hiện giờ tại thì em đang sống ở nhà với bố với mẹ. Sau này lấy nhau, lấy vợ về mình sống ở đâu? Có làm dâu không? Làm dâu được thì tốt, còn nếu mà vì tính chất công việc chưa làm dâu được thì thời gian sau thì mình từ từ mình định hướng sau cũng được. Có bao giờ em suy nghĩ rằng là em sẽ đi phương xa để lập nghiệp không? Dạ, cũng có chứ, nhiều lúc mà mình cũng phải thử sức một lần để gọi là biết đâu thì sẽ có là một cái dịp nào đó cơ duyên tới thì mình sẽ thay đổi được bản thân. Điểm mạnh điểm yếu của em gái là gì? Lạc quan trong cuộc sống, vui vẻ, hòa đồng, hay giúp đỡ mọi người. Điểm yếu là em không được gọn gàng lắm. Hả? Ví dụ như là hay để đồ đạc lung tung vậy đó chị. Không đỡ đúng nơi quy định giống. Rồi em đang sống với ai? Dạ đang sống với một em trai. Rồi đồ đạc rồi ở trong nhà rồi ai gọn dọn dẹp? Nó có bề bộn lắm không? Không bề bộn, nó là không là đúng nơi quy định thôi chứ không bề bộn. Rồi em nghĩ em có phải là mẫu người phụ nữ gia đình để chăm sóc gia đình không? Em nghĩ là phải, vì em thấy hơi truyền thống một tí. Hơi truyền thống. Điểm mạnh điểm yếu của em trai là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì cũng luôn vui vẻ, hòa đồng, thân thiện và thường xuyên cũng hay gọi là giúp đỡ những người khác. Còn điểm yếu của em á là tính thì hơi nóng tính trong một số tình huống công việc gì đó. Ngược lại thì lại không có dặn dai, la hết hồi thì thôi thôi, nhưng mà không la được. La ai? Dạ thí dụ la những người cùng trong công việc làm nó hơi bị sai một cái vấn đề nào đó. Thì mình gọi là mình nhắc nhở, nhưng mà cái chất giọng mình nó hơi gọi là to tiếng vậy thôi. Có chức vụ có lớn hơn người ta không mà dám to tiếng với người ta? Dạ không, nó cũng như nhau thôi, nhưng mà anh em góp ý, nhưng mà do cái cách mình nói nó bị nhưng mà xong rồi thôi, không có. Dạ, bỏ bụng đúng không? Dạ không có hề để bụng. Rồi tình trường em
chưa có mối tình chính thức, chỉ có một mối tình có tìm hiểu trước 3 tháng nhưng mà thấy không hợp nên lại chia tay. Bao lâu rồi? 4-5 năm. Lý do tại sao vậy em? Em hơi bị nhát, không có... Em nhát thì bạn trai phải chủ động chứ, không lẽ bạn trai đó nhát luôn? Nói chung là gặp những người bạn trai thì em hay nhát, không dám nói chuyện vậy đó chị. Bây giờ muốn lấy chồng chưa? Dạ, nếu được thì lấy luôn. Lấy luôn, bao lâu nữa lấy? Dạ, nếu được thì khoảng 1 năm. Thế thì cố gắng mở lòng mình ra chút xíu, tạo điều kiện cho người ta tìm hiểu mình. Dạ. Nha, mối tình đó cũng chưa sâu đậm gì hết phải không? Dạ đúng rồi. Cái thời tuổi trẻ nó đẹp lắm, thời thanh xuân mà. Mình phải yêu ha, có tình yêu nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Nha, mở lòng ra nha. Cố gắng lần này hy vọng cơ hội sẽ đến với em ha. Thế còn em, tình trường mình như thế nào? Dạ, tình trường thì trước giờ thì chính thức thì chưa hề trải qua mối tình nào hết. Trời đất ơi trời, cái gì vậy? Ví dụ nhìn thấy các em gái thì cũng có nhiều lúc cũng muốn để ý nhưng mà nhiều lúc cũng ngại nên là không dám. Trời ơi, mình phải mạnh dạn lên, cô bên này đã nhút nhát rồi, mình đàn ông mình phải mạnh dạn chứ không biết chừng nào mới tiến tới được hôn nhân. Mạnh dạn lên được không? Dạ. Rồi có biết hôn không? Dạ biết á. Biết hả? Chắc không? Dạ chắc chứ. Chưa làm thử sao mình biết chắc? Dạ bây giờ mình mới cố gắng để mình thử thử một lần. Mình chưa có bạn gái thì mình có biết thể hiện yêu đương như thế nào, biết làm thế nào cho cái câu chuyện tình mình nó lãng mạn không? Dạ biết chứ, tại vì em thì cũng hay làm quân sư cho các bạn đồng trang. Ế mà làm quân sư là làm chỉ cho người ta cái gì? Ví dụ muốn hẹn hò với em đó là phải làm sao? Làm sao cụ thể, bây giờ em muốn hẹn hò làm sao cho lãng mạn trong buổi gặp gỡ hẹn hò đầu tiên nè, em nói chị nghe coi. Nói chung là mình phải... Bây giờ cổ ở Bình Dương nè, em ở Lâm Đồng nè, bây giờ bữa hẹn hò đầu tiên nè. Sau chương trình này rồi mình gặp nhau nói chuyện, mình chia tay rồi mình hẹn hò bữa đầu tiên làm gì cho lãng mạn nè? Dạ đầu tiên mình hẹn đi uống cà phê rồi ăn uống rồi mình có thể là đi xem phim hay này nọ đầu tiên để mình phải làm cái gì lãng mạn chứ, ai không hẹn hò không cà phê ăn uống. Ví dụ mình tặng hoa rồi tặng hoa đồ ha. Dạ trời ơi trời, chưa có bao giờ hết. Mà làm quân sư đó giờ thành công hay thất bại? Dạ nói chung là thành công nhiều hơn thất bại. Chắc không á ông, đừng nổ nha. Ví dụ 10k thì thành công phải được 7k. Vậy lên đây thế chỗ chị Tường luôn được không? Dạ không dám. Rồi thôi cũng vui. Tình trường thì như vậy. Rồi em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Cao khoảng 1m65 trở lên. Không bài bạc. Có bài bạc không em? Dạ không. Không đâu, cái mặt này không có đâu, gì nữa? Điềm đạm chín chắn một tí. Về ngoại hình còn cái gì nữa không? Mập ốm? Mập một tí, không hói đầu. Mập thì em phải cố gắng nuôi ha. Hói đầu thì không có, cái đó cái gen không có thì cũng mừng. Thế còn em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Cũng vừa phải thôi, cũng không có nhất thiết là phải quá xinh đâu, tại vì nếu mà xinh quá thì cũng khó giữ. Đúng rồi. Rồi cái thứ hai nữa, nói chung là biết cách sống và cư xử với mọi người xung quanh, là cái tế nhị trong cuộc sống là được. Kiếm ảnh đi em, kiếm cổ đi cưng, cổ có trong hai tấm hình đó đó, để xem cái cảm nhận đầu tiên của mình có đúng hay không nha. Hãy dựa vào sự tưởng tượng của mình, dựa vào những tiêu chí mình đưa ra để chọn đại một anh, chọn đại một em, có chưa? Dạ chắc là đây. Lý do tại sao chọn người đó? Tại vì em thấy hai tấm hình nó đều có chung một người. Đâu tấm này là ai đâu? Dạ đây. Hay quá, rồi cầm đi, đợi một chút xíu mở cửa trái tim ra coi đúng không. Em tại sao chọn anh đó? Hai tấm người có chung một người. Hai người này quan sát cũng nhanh ha. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ chờ đón cái giây phút quan trọng để cho hai bạn ấy bắt chạm mắt và lần đầu tiên nhìn thấy nhau nha. 1 2 3. Chào anh. Rồi, cảm nhận về nhau ở lần đầu tiên gặp mặt như thế nào? Em thấy anh có được giống như em tưởng tượng không? Dạ khác hoàn toàn, vì em nghĩ là hơi tròn một tí, em nghĩ là ốm. Nhưng mà ốm nuôi thì nó mập được, mập khó giảm cân lắm cưng. Thích mập tròn tí nhìn dễ thương. Dễ cưng hả? Vẻ ngoại hình thì nói chung là trước sau cũng thay đổi theo thời gian thôi mà, cũng đâu được hoàn thiện nhất đâu. Rồi em thì nói chung ở nhà đây cũng là đúng là dân gốc Bình Định luôn. Cũng rất là thích những người mà khu vực ở miền Trung Bình Định. Đây là cái bó hoa của em. Mà vội vàng quá lên rồi quên. Hãy làm nghĩa cử ga lăng lãng mạn của mình đi nè. To quá. Nói chung mà lần đầu gặp mặt thì anh sẽ tặng em một bó hoa. Em cảm ơn anh.
hoa rất là đẹp. Ủa cái màu xanh xanh đó là cái gì em? Dạ cũng hoa, cái hoa này là giống tại Lâm Đồng luôn á. Đà Lạt đó, hoa Đà Lạt gốc à. Em có một món quà tặng cho anh là một chiếc đèn ngủ. Rồi anh cảm ơn nha. Hãy xem coi quà gì vậy em. Anh xin phép được mở ra được không ạ? Dạ được. À một chiếc đèn ngủ. Ý nghĩa gì của món quà này không cưng? Dạ có thể giúp được anh ngủ ngon hơn. Ồ dễ thương quá ha. Ủa rồi chúc em ngủ ngon hơn. Rồi bây giờ thì cần ít phút để cho các bạn được tự do trò chuyện với nhau. Tường sẽ mời hai bạn sẽ thưởng thức món ăn rất là ngon của nhà hàng Banana Leaf Sài Gòn Restaurant nha. Một món ăn có tên gọi là Assam Laska. Đây là một cái món ăn của người Mã Lai. Chúng ta hãy thử hương vị của nước ngoài xem có hợp khẩu vị của mình hay không nha. Vừa ăn, ăn nhiệt tình vô, nhưng mà phải vừa trò chuyện với nhau. Mạnh dạn lên, ăn nhiều vô cho mập người ta chê mình ốm rồi kìa nha cưng. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại, tự tin lên nha. Dạ. Mời hai bạn thưởng thức món ăn. Dạ rồi. Mời. Dạ mời anh. Mời. Rồi em vô đây sinh sống làm việc được lâu chưa? Dạ em vào từ năm 2010 tới bây giờ chắc được 9 năm. Anh làm ở đâu vậy? Làm ở trên huyện Liên Dương luôn, trên Lâm Đồng luôn. Nói chung cũng mới chuyển qua làm quảng cáo được tầm 3 năm mà. Anh có ý định đi tới chỗ khác là lập nghiệp không? Được. Còn như em là tính sau này là tính làm luôn ở Bình Dương hay là có tính chuyển đi đâu không? Dạ em chưa biết nữa, nếu mà được thì làm ở Bình Dương. Bình Dương hay là Đơn Dương thì nó cũng trùng chữ Dương à, thấy không? Thay vì mà làm Bình Dương thì thôi về Đơn Dương anh cũng được. Rồi mời em vô đấy. Dạ. Nhà em thường có mấy anh chị em? Dạ nhà em có 3 anh chị em. Em là đứng giữa. À đứng giữa là ở đầu là anh hay chị? Là anh, đầu là chị. À đầu là chị hả? Sau có một thằng em nữa. Nhà anh có mấy người vậy? Nhà anh cũng có 3 người. 3 người anh là đầu, rồi 2 em sau. Rồi cái này em đi bằng phương tiện gì xuống đây? Dạ em đi xe máy lên này. À đi xe máy lên này hả? Anh có dự định khi nào tiến tới hôn nhân vậy? 2020 là cưới là đẹp, tức là qua năm. Em đã bao giờ lên Lâm Đồng chưa? Em đi Đà Lạt không? Em chơi Đà Lạt rồi. Chơi hả? Dạ đúng. Lên chơi Lâm Đồng, Đà Lạt. Nhà anh thì nói chung là cũng giáp ranh Đà Lạt. Gần Đà Lạt hả? Gần, cách coi như là Đơn Dương xong là tới Đà Lạt á. Anh có gia trưởng không ạ? Gia trưởng hả? Gia trưởng thì không đâu, con khó tính tùy chuyện. Hơi khó tính hả? Không, khó tính thì cũng không hẳn là khó tính, tại vì bắt buộc là ví dụ làm quảng cáo thì bắt buộc mình phải là nghiêm khắc trong cái vấn đề mà làm việc, nó phải tỉ mỉ chứ đâu có làm mà hơi kỳ tính. Không, anh tính là anh thì chỉ kỹ trong cái công việc là thiết kế của anh thôi. Còn ở ngoài thì anh sống rất là gọi như là thoải mái. Rồi bây giờ quay lại vấn đề hồi nãy em thấy em hay làm quân sư cho người ta nè. Em tư vấn tình yêu nè, bây giờ ví dụ đây là bạn em nè. Bây giờ hôm nay cổ là cần tư vấn tình yêu nè, em tư vấn cho cổ coi. Như em là nên tạo, tức là mình nên tạo mở lòng cho những người đối phương. À, để cho người ta có cơ hội, người ta được nói chuyện, người ta tìm hiểu những cái tâm tâm lý của mình. Lỡ em có những cái chuyện mà không vừa ý hay là những câu nói anh không thích, ví dụ vậy đi, thì từ khi mình hiểu nhau á, thì thay vì những cái lời đó thì ta lại giận, thì ta lại đưa ra, ta lại góp ý xây dựng cho nhau. Nó là một cái để mình cùng nhau để xây dựng cái mối quan hệ nó càng ngày càng phát triển thêm. Chứ còn thí dụ mà mình cứ im mình không san sẻ cái nỗi lòng hay là những cái vấn đề khúc mắc trong lòng á, thì nó chỉ là gọi là nó bị gò bó trong một cái tư tưởng của mình thôi. Quân sư này cũng được đó, khuyên em là nên mở lòng ra, nên thể hiện, nên nói nhiều hơn để người ta có thể hiểu được mình muốn cái gì. Không phải là con trai nên hiểu, phụ nữ rất là ít khi nói, chỉ cần người con trai hiểu nhiều mình hơn rồi. Nhưng mà mình cũng phải thể hiện bên ngoài cho người ta biết mình muốn cái gì. Chứ im người ta cũng khó đoán lắm, cũng cực cho người ta. Mở lòng ra chút xíu, thể hiện ra bên ngoài cũng là giúp người ta và cũng giúp cho mình một cơ hội. Ha? Dạ. Còn em, bây giờ em tự tư vấn cho em đi. Trong hoàn cảnh này thì em thấy là em cần phải làm gì? Dạ, trong cái hoàn cảnh này thì đầu tiên mà như là
việc cần làm nhất là bấm nút. Việc thứ hai là khi xong thì chắc chắn sẽ nhảy là mời bạn nữ đây, chúng ta sẽ có một bữa cà phê gọi là nhân đầu gặp mặt. Thì hy vọng là bạn nữ sẽ không từ chối. Mặc dù là bạn nữ thì có bấm nút hay không thì cái chuyện đó là quyết định của bạn nữ, nhưng mà về phép mình là bấm. Dạ, em là bấm mà. Mình phải bấm, mình phải cho mình một cái cơ hội để mình thể tìm hiểu bạn nữ, tâm lý của bạn nữ như thế nào. Nhưng mà vậy em phải tư vấn cho bạn nam ngày hôm nay làm cách nào để bạn gái có thể bấm. Quân sư. Dạ, nếu mà làm cách nào để cho bạn nữ có thể bấm thì cái đó là quân sư này chưa cập nhật được bạn nữ mới. Trời ơi, ông ơi, ông tự tin lên, ông phải biết chứ. Ông lo ông tư vấn cho người ta không, tới chuyện của mình ông mù tịt. Mình phải thể hiện mạnh mẽ lên, phải tự tin lên. Ví dụ như bây giờ nè, để tôi quân sơ cho nè. Em hãy nói, em phải nói lên những cái ưu điểm của bạn gái để cho bạn gái biết rằng là em có sự quan tâm và theo dõi cô ấy nãy giờ. Thứ nhất là hồi nãy bạn nữ có chia sẻ, bạn nữ cũng ít nói, nhưng mà từ lúc mà mình kéo cái tấm che lại á thì bạn nữ cũng có một phần nào đó là cũng trải bày tâm sự, cũng có cố gắng gọi là tâm sự với nhau. Rồi. Và cái thứ hai nữa thì bạn nữ này thì cũng là một người là rất là chịu khó, lao động xa quê từ năm 2010 tới giờ, thì đó là một nét phẩm chất rất là tốt của người tự lập ha. Dạ, tự lập. Cái thứ ba. Cái thứ ba nữa về ánh mắt với nụ cười thì nói chung thì lần đầu tiên mở ra thì em nhìn cái đó thì em mới đoán là cái hình tích lực hồi nãy chị đưa hai cái hình đó, thì em mới đoán ra là cũng cái cách nói chuyện cũng phù hợp với lại cái dạng người đó. Rồi thôi vậy cũng được. Bây giờ chơi ngặt em nè, em hãy nói ba cái gì em không thích ở anh chàng này từ nãy đến giờ. Nói thật lòng nha. Nhất là ốm quá. Rồi biết, tôi biết cái đầu tiên là cái đó rồi. Cái thứ nhì? Hơi thiếu tự tin. Hơi thiếu tự tin. Đầu nãy giờ thấy anh ta làm quân sư đụng nhưng mà không dám nhìn vô mắt em ấy. Không dám nhìn vô mắt người khác. Dạ, chắc có lẽ là tại vì ngại. Ngại là thiếu tự tin rồi. Thiếu tự tin. Cái thứ ba? Dạ, em cũng chưa tìm được cái thứ ba nữa. May quá, mới có hai cái đó thôi phải không? Hai cái đó, cái thứ nhì rất là quan trọng nha. Ốm có thể cải thiện cho mập, nhưng mà lần đầu tiên mình tiếp xúc với người bạn gái, mình phải nhìn thẳng vào đối phương, tự tin lên để thể hiện con người của mình. Mình lén lén lúc lúc thập thò như vậy là mình chưa có mạnh dạn, không được. Rồi, cho hai bạn một cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn ha. Trên tay chị Tường là những cái lá thăm, mời hai bạn hãy bóc, yêu cầu đối phương thực hiện những yêu cầu trong này. Nói một câu gì đó thật lãng mạn để tỏ tình đối phương, không lãng mạn bị em xử phạt. Đó, quân sư. Nếu mà được thì nhìn thẳng vô mắt cổ, cho nó một cơ hội được mời em từ Bình Dương về Đơn Dương để gọi là làm người yêu của anh. Là sao? Lãng mạn ở chỗ nào? Dạ thì về trên đó thì mới là lên khu vực Đà Lạt mới được lãng mạn nhiều hơn. Em làm gì trên đó? Lên thành phố tình yêu thì mình lên đó mình vun đắp cái tình yêu. Nhưng mà cổ chưa biết em chưa gì trơn, làm sao cổ một mình một ngựa con gái ta một mình đi lên Đà Lạt kiếm em được? Dạ đó, em sẽ là xuống rước lên chứ. Nó nói cho nó có câu có cú đàng hoàng coi. Làm lại bị phạt bây giờ đó. Dạ. Nhìn thẳng vào mắt cổ. Nếu mà có cơ hội thì cho phép anh được đưa em lên thăm quê Hương Anh để mình cùng nhau tìm hiểu và biết về nhau nhiều hơn nữa. Sao em thấy ảnh tỏ tình vậy, thấy ổn không? Vẫn không dám nhìn vô mắt em. Vẫn không dám nhìn vô mắt em. Bây giờ em buông sư cho ảnh coi. Theo em là bây giờ ảnh nên làm gì? Nói một câu thật lòng thôi, không cần không cần hoa mỹ. Đúng rồi. Dạ rồi, một câu thật lòng thì em nói thẳng vào vấn đề luôn là làm người yêu anh nhé, baby. Đó là nói thật lòng. Tại vì đã đến đây thì anh cũng thật lòng, chứ còn đã đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò rồi mà cũng đâu có giỡn nhau được. Đó. Điều anh nói thì thiệt từ theo mà gặp em chắc có vẻ như là hồi hộp, cái tim đập nhanh thì không dám nhìn trực tiếp, chứ còn như anh tham gia hoạt động cái đoàn thể thì được hết, nhưng mà không biết sao tự nhiên gặp em anh lại ngại. Vậy là khớp rồi, có một cái em gì đó nó bị khớp ở đây rồi, cái đó gọi là dưới cơ đó cưng. Thôi được rồi, đừng ép ảnh quá, anh xỉu á. Mời em yêu cầu cổ. Ôm đối phương trong vòng 30 giây và chia sẻ cảm xúc. Trời ơi, sướng quá vậy. Mời em gái bước qua. Có chơi có chịu cưng. 2, 3, vô.
tự tin lên, truyền lửa cho bạn trai chút xíu coi, dỗ dỗ nó chút xíu coi. Rồi, sao? Nói lên cảm nhận của mình. Dạ, thấy hơi rung. Ai rung? Em. Ủa em cũng rung nữa hả? Nãy giờ chị tưởng em ngon lắm chứ. Thấy hơi rung. Cảm nhận của em về cái ôm lúc nãy như thế nào? Dạ, rất là... Nói chung đây chắc là ôm đầu tiên với bạn nữ. Trời ơi, cái ôm đầu tiên luôn á hả? Dạ. Trời ơi, thương quá vậy. Trời ơi, chắc anh sắp xỉu rồi, thôi em về chỗ đi em. Về chỗ đi, trời ơi, cái ôm đầu tiên. Hồi đó giờ tôi mới nghe cái nụ hôn đầu tiên, lần này nghe cái ôm đầu tiên. Trời ơi, hèn chi, thôi em thông cảm đi em. Người ta trai tơ mới lớn, cho nên người ta không dám nhìn mặt em là cũng có cái lý do. Thông cảm cho người ta đi ha, cho người ta thêm cái cơ hội, thêm thời gian đi. Đừng vì những cái nhìn đầu tiên mà vội phán xét con người, phải khép tội người ta thì cũng tội. Có thể là rung quá. Em cũng cố gắng em nhìn nãy giờ đó, nhưng mà nói chung đầu thì suy nghĩ nhìn chứ mà con mắt thì nó cứ đá vậy thôi. Đầu thì suy nghĩ nhìn mà mắt thì vẫn đá. Hay à, cái này mới nghe luôn. Ráng điều khiển là cắp mắt. Dạ. Nha cưng, để lé đó. Có rung động gì không? Dạ có. Tại vì lúc mới ra là đầu tiên em nghe cái chất giọng bình định thì em đã chịu rồi. Chịu rồi. Rồi nhưng cố gắng tự tin hơn nữa em nha. Rồi cố gắng lên em gái. Bây giờ đang rất là hồi hộp. Hôm nay thì hơi hiền, hơi thật thà. Hơi hiền, thật thà. Đó cũng là những cái đức tính cũng khó tìm kiếm hiện tại cho một chàng trai. Đặt tay vào nút bấm đi hai em. Nhắm mắt lại, suy nghĩ về cuộc nói chuyện từ nãy giờ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Ủa em có bấm không vậy? Bấm thì sao nó cọc nó còn nhồi ra được vậy? May quá. May cho đội bạn. Tôi thấy là cổ. Ủa tại sao chị... Em chỉ thấy em đang rất là phân vân, như tại sao em vẫn quyết định bấm nút? Dạ, trong một mối quan hệ thì em nghĩ là mình cần tìm hiểu kỹ hơn. Nhiều hơn là trong một buổi gặp mặt như thế này. Như vậy là cũng đúng đó. Hãy cho người ta cơ hội cũng chính là cho bản thân mình. Ráng vỗ béo cho anh mập mập một tí ha. Rồi, mời hai bạn đứng về một phía. Cái ôm đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên, và sẽ có một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm. À, không được. Em nhìn chị chi? Sao? Có nhà cảm nhận được gì không em? Chưa. Chưa hả? Trời ơi, chưa, làm lại cưng. Nắm tay vô. Có gì chưa em? À, rồi tưởng chưa nữa hôn nữa à. Chị Tường thay mặt chương trình ha, gửi tặng hai bạn những chiếc vé xem phim của rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Chúc hai bạn sẽ có những cái buổi xem phim và trò chuyện tâm sự tại đây để hiểu nhau được nhiều hơn nha. Rút ngắn cái khoảng cách về địa lý, sớm về chung một nhà nha. Yeah. Rồi chúc mừng hai bạn đã đến với chương trình. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta phải tạm biệt nhau thôi, hết thời lượng chương trình rồi quý vị ha. Chúng ta gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc, 10 giờ sáng thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh FPT Play, trên kênh FPT truyền hình IPTV, trên kênh MyTV. Xin chào và hẹn gặp lại. Khởi động rồi đó, em đứng cái bên em test mùi cho chị. Cái này rất quan trọng, đừng có để em lầm lỡ. Ôm nhau một cái thôi, mình ôm nhau giao hảo một cái thôi. Như là ôm nhau đó chị. Bất công ưu đãi, trúng quà may mắn. Cơ hội rút thăm trúng 200 giải thưởng trị giá 10 triệu đồng khi mua các dòng xe của Yamaha Motor Việt Nam từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 31 tháng 10 năm 2022. Cát Tường và Hứa Minh Đạt hân hoan chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speed Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị, và như thường lệ thì
Hai chị em chúng tôi luôn luôn là hợp tác với nhau rất là vui vẻ và chặt chẽ, với một mục đích duy nhất thôi là ghép những cái mảnh vỡ, những trái tim đang còn lạc lối nhau, hai mảnh ghép nó ghép vô thành một. Vậy ngày hôm nay không biết mình sẽ trải qua những cái cảm giác như thế nào nữa chị à. Phải thử mới biết được. Yeah. Và ngay bây giờ xin mời hai chàng trai của chương trình bước ra sân khấu. Và bây giờ mời hai cô gái xinh đẹp của nhà gái nào. Mời hai em. Rồi, xuống từ từ thôi. Rồi, và ngay bây giờ thì đến với phần giới thiệu bản thân. Bây giờ mời chàng trai ghế màu xanh, em hãy giới thiệu về em trước nè. Dạ, em xin chào mọi người. Em tên Đinh Đức Hoàng, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và em thích viết nhạc. Thế em viết nhạc và viết thể loại nhạc gì? Em thường viết theo cảm xúc của mình. Và thường là em viết về nhạc rap là nhiều. Em tự hát, em tự nghe luôn. À, một lát nữa. Hy vọng một lát nữa em sẽ hát và ở đây sẽ có nhiều người nghe. Dạ. Mà nó nghe nè, mình giới tính rõ ràng không? Em giới tính rõ ràng. À, tại thấy cái áo cũng hơi chim qua lá hẹ quá, lá hành quá ha. Không, em thích cuộc sống nó hơi có gì đa sắc màu một xíu. Điểm mạnh của em thì là em rất là nói hơi nhiều. Vấn đề nào đấy em hơi bị sâu nó. Nói sâu mà làm có sâu không? Cũng hơi hơi. Hơi hơi thôi à? Đó là điểm mạnh và cũng là điểm yếu luôn ạ. Em sợ những vật li ti như là con gián, côn trùng. Tại sao em lại sợ con gián? Nhìn nó không thân thiện cho lắm. Nó thân thiện nó mới bù lên chứ. Không thân thiện tại vì nó tối quá. Mà ta nói gián bù là giàu đó. Vậy chắc con em phải làm sao cho gián bù nhiều hơn. Rồi, đó là những thông tin của bạn trai ngồi ghế màu xanh. Ghế màu xanh, 25 tuổi. Còn em, cô gái ngồi ghế màu xanh của tôi, giới thiệu về mình đi nè. Em tên là Trịnh Thị Thùy Trang, sinh năm 2000, hiện tại đang là sinh viên năm 4 của trường Đại học Quốc tế Miền Đông. Công việc của em còn tạm thời là part time, làm giáo viên dạy tiếng Anh. Gia sư, em đến từ Thủ Dầu Một, Bình Dương ạ. Điểm mạnh của em là hòa đồng, luôn vui vẻ và hơi kỹ tính. Ví dụ như ăn mặc lúc nào gọn gàng, chỉnh chu. Chỉnh chu. Dạ, còn điểm yếu của em là hơi nóng tính và thẳng tính. Có một bé mà nó học kém quá thì em có thẳng tính và thẳng tay với nó luôn không? Dạ không ạ. Thì nhờ công việc này thì em cũng giúp cho em là kìm nén cái sự nóng tính của em. Khi mà bé gặp khó khăn ở không chịu học bài đi thì em sẽ tìm những phương pháp phù hợp hơn để giúp cho bé học hiệu quả hơn. Thường rảnh rỗi thì em hay tập yoga. Em tập được bao nhiêu lâu rồi? Em tập khoảng hơn 2 năm. 2 năm rồi, dạ. Vậy là có kinh nghiệm rồi hả? Có thể làm giáo viên luôn chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Em chỉ đi tập để lúc mà em cảm thấy mệt mỏi. Đó là những thông tin của cô gái ngồi ghế màu xanh chị à. Rồi, hello mọi người, em là Linh, em đến từ vùng đất Tiền Giang, sống và làm việc ở trên vùng đất thành phố Hồ Chí Minh này. Thì công việc hiện tại của em đang là một huấn luyện viên cá nhân và dạy nhóm cho các đối tượng là những người giàu và những người có tiền. Trời ơi, ghê vậy. Ghê. Tính vậy. Quá liền, quá liền. Quá đi chị. Thẳng tính liền quá. Huấn luyện viên cá nhân là làm PT hả? Đúng rồi. Mà đối tượng chỉ là những người giàu, những người có tiền thôi. Đúng rồi chị. Người nghèo không dạy. Quan trọng là người giàu quan tâm em thì em thấy tiền nhiều em vô hơn. Sinh năm bao nhiêu? Sinh năm bao nhiêu? Em 201. Trời ơi. Mà em dạy người ta về môn gì à? Gym và các loại võ thuật. Võ thuật, các loại võ thuật. Võ nào em cũng chơi được hết. Ghê hả? Đúng rồi. Em có cái cách nào phân biệt được người giàu và người nghèo, người nào là người có tiền và người nào không có tiền? Người ta đăng ký học sao em biết, ta mới gặp người ta sao em biết phải tao biết có tiền biệt không có được tiền. Chứ hồi trước em có làm cho một cái công ty đó, thì cái công ty đó nó khá là ok về cái lượng khách mà có điều kiện. Và công ty đó nó đổ về một lượng khách cho em, thì lúc đầu trong quá trình em làm việc em có thể khả năng sàng lọc khách thông qua việc cách ăn mặc cũng như cái tính cách, cách nói chuyện của họ. Và em biết rồi ra nên giờ bây giờ thì em đang làm viên, em nhờ cái nguồn khách đó em có thể tiến tới nguồn khách đó. Đúng rồi. Và có nhiều người giới thiệu từ từ em có lượng khách rất ok cho mình. Một ngày dữ lắm em chỉ được 3 khách. Quay cho em đặt lên cái chất lượng hơn là cái số lượng. Và cái một buổi dạy là bao nhiêu thời gian, 1 tiếng hay 1 tiếng rưỡi? Một tiếng. Một tiếng bao nhiêu tiền 1 tiếng? Bình quân là nếu rẻ nhất thì sẽ là 500 và cao nhất của em là 900.
Rồi bây giờ em nhìn thử một vòng coi chị Tường, các anh mặc đi đứng nói chuyện vậy là đủ có tiền để học em chưa nè? Đúng không? Bé nó nói là thằng bé nó chỉ nhìn cách ăn mặc chị là dư sức có tiền luôn á hả? Chị dư sức có tiền dư luôn, sức luôn hả? Ra anh đi một vòng coi anh có đủ sức không. Trời ơi, đó đi dớp vàng xuống lại đó rồi. Cái thứ anh đi như vậy thì có đủ mà khả năng để mà học các loại giỏ của em không ạ? Cái này học nhiều võ luôn, này nhiều võ luôn anh, nhiều võ luôn ha, từ võ ở nhà với võ trong nhà luôn. Wow. Thằng bé con cặp mắt tinh tường quá. Tôi thích những người bạn trẻ dám nghĩ dám làm. Ngoài ra thì em cái môn thể thao gì em chơi cũng được á, judo, yoga, boxing, bơi, nói chung là tất cả môn thể thao. Đi làm đó thì mình mới lựa khách hàng á là giàu có và nhiều tiền, còn tìm bạn gái mình có đặt tiêu chí đó không? Có đặt tiêu chí đó không? Một phần thôi chị. Một phần thôi. Có một phần trong đó nữa hả? Vì cái quan điểm của em á, mỗi người đều phải có nguồn thu nhập cố định cho mình. Rồi, cô gái ngồi ghế màu đỏ của tôi cười rất là tươi, xinh đẹp, ăn mặc cá tính, giới thiệu về bản thân mình đi. Em tên là Hồ Ngọc Trâm Anh. Trâm Anh. Em đến từ Kon Tum. Công việc hiện tại của em tổ chức sự kiện, đang ở Tân Bình, Tân thành phố Hồ Chí Minh. Em rất là tự tin. Còn điểm yếu thì em nghĩ kiểu em hơi tà lanh, lanh chanh, kiểu không có suy nghĩ trước khi nói. Em có tập thể dục hay là chơi những môn thể thao gì đó không? Dạ không. Em hơi lười á. Với lại là tính chất công việc kiểu đi sớm về hôm nên là em chưa có dành thời gian để mà em đi tập thể dục. Bạn trai ghế màu xanh nè, quay lại tình trường thì em đã trải qua mấy mối tình rồi? Mối tình đầu và cũng là mối tình đơn phương đầu tiên của cuộc đời em. Chung là năm đấy em học lớp 12, có một cái bạn nữ cũng khá là xinh. Em vô tình em nhìn thấy hình bạn ấy thì tự nhiên em bị rung động. Nhưng mà lúc đấy em nhát quá nên ra là em không dám tỏ tình. Từ đó tới nay không có thêm không cái mối tình nào? Tại vì khi thích bạn đó thì vô tình em hiểu được cái con người mình. Con người mình sao? Hiểu được giới tính của mình hả? Gì? Không. Chị lo quá cưng. Không phải, ý là em tìm được cái thứ hai mà em thích nữa. Ý là cái thứ hai mà em thích là ngoài con gái ra nghệ thuật là nghệ thuật là cái thứ mà em theo đuổi bây giờ, là em bỏ hết mọi thứ. Thế hôm nay tại sao lại quay đăng ký tham gia chương trình này? Biết đâu được trên con đường mình đi lại có cơ duyên với một ai đó, vừa phát triển sự nghiệp mà vừa có thêm một người đồng hành thì thú vị thật sự. Tuyệt vời đúng không? Dạ vâng. Hay quá chừng. Em muốn tìm một người như thế nào? Không phải là cần một người quá đẹp, nhưng mà cũng đừng có giống như chị Nở chứ em chịu không nổi. Em chịu không nổi. Không nổi. Cũng là dễ thương. Các em có chuyện buồn á thì em tâm sự với ai? Tâm sự với âm nhạc. Bây giờ em làm một đoạn âm nhạc chị nghe thử coi nè. Nói chung là cảnh ở đây rất đẹp thì em tưởng ngẫu hứng một câu. Và hôm nay sẽ đến và có gì, hay là ta cứ và cứ là thầm thì. À, cô gái hôm nay thật dễ thương, đơn giản và dắt. Chỉ vậy là đủ rồi. Dạ, yeah, xin hết ạ. Ok. Một lát nữa mở cửa trái tim mà ra, khi mà em nhìn thấy hai cô gái đó em hãy cho chị thêm 4 câu nữa nhé. Dạ. Yeah. Trang, hãy tâm sự những tình cảm em đi nè. Dạ thì em chỉ có một mối tình đầu duy nhất. Lúc đó em 21 tuổi. 21 tuổi. Dạ, lần đầu tôi biết yêu. Em đi tình nguyện viên ở địa phương của em và em gặp anh đấy. Sau khi tụi em quen nhau khoảng hơn nửa năm thì em mới phát hiện ra là anh ấy có qua lại với người cũ. Có qua lại với người cũ. Lúc đầu anh ấy nói em là anh ấy đã chia tay rồi. Sau này em tình cờ em biết được thì em đã chấm dứt mối tình đó vào gần cuối năm 2021. Bây giờ mẫu người đàn ông em như thế nào? Em muốn bạn nam là cao 1m7 trở lên. Tại vì do em lùn á, em thấy khi đứng cùng với lại mấy bạn cao thì em cảm thấy được che chở hơn. Lắng nghe em. Không mập cũng không ốm. 65kg trở lên. Wow. Là anh á, chuẩn anh á. Anh á, 1m7 đó, 65kg á. Anh luôn hả? À, anh đâu á. Nói ít một chút xíu. Và một cái là không gia trưởng. Em tới đây có thể hy vọng là được gặp được bạn phù hợp với mình hơn. Quay lại với anh PT đáng yêu của mình đây. Mấy mối tình rồi cưng? Dạ, chỉ có một thôi chị. Một thôi. Tình đầu của em thì người ta cũng chủ động vì á, nên nó sẽ không có dài lâu được. Tại sao mà em không chủ động? Vì em sợ á chị. Sợ gì? Hồi cấp 3 em còn trong giai đoạn mập á chị. Nên em cũng khá tự ti về ngoại hình của mình. Mà em có thích người đó không? Dạ không chị. Không, sao mối tình đầu? Vì một phần là cũng do bạn bè tác động á chị. Kêu mày quen đi, mày quen đi, quen cho biết.
rồi em cũng quen cho biết luôn. Mà em cũng thấy có lỗi tài quá nên em chia tay. Em là người chủ động chia tay? Dạ. Với những người trạc tuổi em không bao giờ rung động. Em đi dao động người về có kiến thức với tri thức, dễ bị rung động vì những người đó. Đối tượng mà người ta có thích em hoặc là em có một chút xíu thiện cảm với người ta thì người ta cách em bao nhiêu tuổi? À, 12 chị. 12 tuổi. Ừ. Đến thời điểm này trong tình yêu mà còn nhắc tới tuổi đó là kém văn minh, còn nhắc tới tuổi đó là kém văn minh. Ok, thì hiểu rồi. Bây giờ cái gu nè, cái gu của em là như thế nào nè? À, gu em là một phụ nữ có tri thức, cũng dáng thể thao, có thể tập cùng nha. Cái da nó rám xíu, em thấy người nó khỏe khoắn. Nạm nạm đen nữa hả? Nghe kìa. Hả? À, còn ghép màu đỏ. Chị tình yêu em như thế nào? Nói thì mọi người không tin nhưng mà em chưa có quen ai hết. Em chưa có quen ai hết. Vẻ bên ngoài mà em theo đuổi thì nó hơi cá tính, nó hơi mạnh mẽ một xíu. Cái thứ hai là nhìn em giống như là người đang có người yêu. Tại sao em lại nghĩ nhìn vào em người ta sẽ có cảm giác là em đang có người yêu? Em nghe mấy bạn em nói với em như vậy, những người xung quanh em nói với em như vậy. Tức là em toát ra một cái kiểu mà à em đang trong một mối quan hệ nào đó. Rồi cái tiếp theo đó chính là em không thích chủ động nhắn tin, hay là có những bạn sẽ nhắn tin hỏi em là à, hôm nay thế nào, em không bao giờ em reply lại. Thì đó là những cái lý do mà em nghĩ em không có người yêu. Thì đúng rồi, người ta nhắn tin em không em trả lời, vậy lúc nào cũng tỏ ra một thái độ là mình đang có người yêu. Em nghĩ là chưa có hợp tần số với nhau á, để mà mình có thể bắt chuyện được. Bây giờ mẫu người em như thế nào nè? Em muốn một bạn nam trưởng thành một xíu, biết quan tâm với lại chiều em. Ngoại hình thì ưa nhìn là được. Em không có đặt ra một cái gì quá là cao siêu hết. Ừ. Rồi bây giờ nhà, ở nhà em thì ba mẹ có hối thúc là lập gia đình chứ? Ba mẹ không hối thúc là lập gia đình, nhưng mà ba mẹ có nói với em là bớt khó tính lại và ra ngoài nói chuyện nhiều hơn để mà kiếm được nhiều bạn. Những cái event mà em tổ chức thì em có giao lưu và gặp gỡ những nhân viên ở đó không? Hay dạ là... có, em gặp rất là nhiều bạn nam nhưng mà không biết nữa, nhưng mà em không có thấy ai phù hợp, với lại là cũng không có ai xin info hết. Nhưng mà xin info em thì nhắn tin và hỏi thăm em lại không trả lời. Em là một cái kiểu giống như là trong một cái sự kiện biết nhau rồi thì em có thể là em sẽ trả lời tin nhắn của anh. Còn nếu mà bạn từ xa bạn lại thì em không có open với chuyện đó. Em vẻ khép kín quá à. Và ngày hôm nay em tới chương trình em có mở tấm lòng em ra chưa? Em có mở trái em tim? Em đã mở tấm lòng rồi, em mới ngồi đây mọi người ạ. À, có điều gì em không thích ở một người bạn trai nữa không? Em không muốn bạn nam đấy đánh phụ nữ, với lại là đừng có mùi là được. Có nhiều người người ta sẽ bị cái mùi body á. Không thích có mùi hay là không thích mùi hôi, nó khác nha. Không thích mùi hôi đi. À, nó sẽ đúng. Vẫn thích có mùi chứ. Dạ. Chị nó thích mùi thơm. Dạ, phải thơm thì mới được. Thơm. À, hai bạn có thơm không? Em lúc nào cũng phải thơm tho. Không có thơm là không có tiền chị. Cái nghề của em đúng rồi đó. Cái nghề của em mà không thơm nữa thì tiền nó không có vô đâu nha. Cái nghề mà lúc nào cũng mồ hôi mồ kê vã ra như tắm mà còn hôi nữa chắc chết quá. Được, em yên tâm đi. Không cần gà gì nữa. Mở cửa trái tim. Mở cửa trái tim này ra, cảm xúc của em như thế nào? Mời em. Em sẽ tặng hai bạn mỗi người một bài. Hold up. Em như là hoa và khiến và anh mơ. Tất cả dừng đây chỉ còn em và anh thở. Chỉ cảm những ghi và đi và ơ chờ. Và nếu mà còn lại những kỷ niệm mơ vơ, chỉ là muốn đến và đây và không chơi. Chứ có là những kỷ niệm là không quên. Nhưng mà tình thì anh không có, nhưng mà chất nghệ sĩ thì anh bao nhiêu là có. Wow. Bài riêng em dành cho anh Hứa Minh Đạt, em tặng liền. Anh đây, anh Hứa Minh Đạt thật là tài và đẹp trai. Xuất chúng và khiến cho ai cũng mê. Và đơn giản vì anh là mai mối, khiến cho ai cũng có thể chung một nhạc. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Thank you anh. Còn bạn cái đó. Ok, để em qua đứng kế bên. Em như là hoa, đẹp hơn là hoa. Khiến cho phải anh mơ, chắc có lẽ vì bây giờ. Khiến cho anh thở, nhìn em cái anh chết xỉu bây giờ. Yeah. Em thấy anh rất là vui tính và kiểu rất là nói chuyện có cởi mở hơn là em nhiều. Thấy khá là thú vị. Một người tràn đầy năng lượng và có một cái chút xíu gì đó nghệ thuật trong người, khá là ok. Ok. Rồi, tới phiên em rồi đó. Tới lúc em thể hiện rồi đó thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một một cái bài biểu diễn thường mình thường tập ở nhà. BBK vui trọn vẹn ấm tình thân. Knock.
Vậy không làm. Đó. Wow, wow. Nó nhảy vậy đó mấy cô chịu nổi không? Wow, trời khỏe dữ. Trời ơi. Trời ơi. Chưa. Đó, leo lên ngồi đẩy luôn. Trời ơi. Đó, trường bò lê lết vậy đó. Đó. Bây giờ mời em cái đỏ. Đàn ông qua. Khởi động rồi đó, em đứng cái bên em test mùi cho chị. Cái này rất quan trọng, đừng có để yêu lầm lỡ. Ôm nhau một cái thôi, mình ôm nhau giao hảo một cái thôi. Như là ồ, ôm nhau đó chị. Còn một hồi về, mấy mốt về nó chị Tường là mai lộn người là không được nha. Không nghe hay là không có mùi hay là chưa nghe? Chưa nghe. Trời ơi, nó ôm chặt vô. Cũng như là đối tác thôi, gặp nhau, gặp gỡ. Chủ động lên đó, bé. Rất vui được nóng quá chị ơi. Nóng quá hả? Thì cái hơi mà đang thực ra mà làm sao không nóng được. Em có thích thơm hay là thích có mùi? Dạ em thích mùi nước hoa. Thích mùi nước hoa. Dạ. Đâu em qua em test một cho một chị hai bạn trai nó coi có mùi nước hoa không. Coi có mùi nước hoa không nha. Cái tay nè. Dạ. Rồi đứng lên hai chàng trai lần lượt. Em xin phép. Em xin phép đó. Đó đúng rồi. Trời ơi. Trời ơi. Cô nhỏ này được nè. Cô nhỏ này được nè. Yeah. Phải vậy mới được chứ. Hay lắm em ơi. Có mùi gì không cưng? Dạ. Không có mùi rồi qua bên kia. Đó kia tái mặt rồi như xỉu rồi. Tái mặt rồi. Có mùi gì không em? Dạ không ạ. Không là không có mùi hôi hay là không có mùi nước hoa luôn? Mùi nước hoa. Không có mùi nước hoa luôn. Dạ. Mà có mùi hôi không? Mùi hôi của cơ thể thì ai cũng có mà chị. Là hôi rồi. Giờ tới hai cô gái có cái gì tiết mục gì biểu diễn tặng cho chương trình nè. Em xin gửi tặng hai bạn và anh Hướng Đạt và chị Cát Tường bài Anh Nhớ Đâu Thế của Amy. Anh và tôi gặp nhau và quen nhau cũng đã được mấy năm mà chẳng có chi hơn lời hỏi thăm rằng giờ này đã ăn sáng chưa, ở bên đây nắng hay mưa, anh và tôi thật xa mai mê nhìn lên nhau và không một ai nói nên câu rằng người ơi tôi có nhớ và anh có nhớ tôi không. Tôi từ lâu đã thích anh rồi, chỉ mong hai ta thành đôi. Anh nhớ ở đâu thế? Cứ tới lúc trong tim tôi chẳng nhớ đường về à. Cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người. Khiến trái tim tôi lâu nay tương tư về anh đấy. Chỉ muốn anh có thể nghe được hết tâm tư này, nhưng lại sợ anh từ chối, muốn nói rồi lại thôi. Nên anh và tôi vẫn thế. Ủa sao nó lãng vậy? Sao đi mà lãng vậy? Rung chị ơi. Ủa biết rung luôn hả? Trời ơi. Wow. Đây là chiến thắng nỗi lo và sự căng thẳng. Cảm ơn bạn vì cuốn sách này ạ. Thì cũng như tiêu đề của nó là nó muốn bạn cho mình muốn bạn vượt qua cái nỗi sợ đó. Thật ra là một cái cuốn sách rất là đúng với thời điểm hiện tại của mình á. Mình bị quay cuồng vào cái vấn đề công việc rồi mình bị stress lúc nào mà mình không biết. Hôm nay mình cũng có một cuốn sách gửi tặng bạn. Ở trong mình có ghi một cái lời note đó, bạn đọc lên cho tôi nghe. Chữ mình hơi xấu. Không sao rồi. Xin chào bạn. Đây là tổng đài tin nhắn. Ấn phím 1 để có lời một lời khen. Ấn phím 2 để có một lời chúc tốt đẹp. Và ấn phím 3 cho một cuộc hẹn. Và nếu tất cả hãy bấm số của tôi. Được, có số điện thoại em chổng luôn rồi hả? Dạ không, em chưa bỏ ạ. Gửi từ đầu dây bên kia. Rồi có số chưa? Chưa bỏ vô. Chưa bỏ vô. Và cuối cùng em bấm phím nào nè? Em bấm phím 2 và cũng như là một cái lá hư em gửi ở trong đó luôn. Ôi trời ơi, thần giao cách cảm quá vậy. Đâu bọc lên bấm coi. Phím 2 rồi bên đây bấm phím mấy nữa. Trời ơi, tổng đài này ghê ta. Wow. Một cái thiệp sinh nhật. Thứ hai tuần sau sẽ là sinh nhật em. Nó khá là trùng hợp á. Trời ơi, đây là trời. Toát mồ hôi rồi. Mở ra cái thiệp sinh nhật có gì chồng. Wow, cái bánh sinh nhật. Gửi đến em những lời chúc tốt đẹp nhất để có một ngày mới thành công, vui vẻ. Dạ em cảm ơn ạ. Wow. Giống như có thần linh mách bảo đúng không quý vị?
không biết nói lên lời luôn sao chị, bởi vì nó có quá là nhiều điểm tương đồng á. Và hôm nay chắc em tới đây là một lựa chọn rất là sáng suốt. Không phải. Trời, tử tế ghê không? Để có luôn khăn, có luôn đồ. Phải ăn liền, em hơi ốm, em phải ăn nhiều cho chị. Ăn ngay một miếng coi nào. Dạ rồi, để em ăn. Đi mà rung tay, rung chân, cái gì ông cụ. Rồi, ăn đi. Trời, tay nó rung kìa. Ngăn bánh thôi mà. Bánh người ta tự làm đó. Không ngon gì ạ. Ngon ha. Lát nữa ăn hết cái bánh đó nghe chưa? Dạ, rất ngon chị ạ. Rất ngon, ngon thiệt không mà là khen điêu. Không, ngon thật. Mình không biết. Mình phải là... Mình chỉ có... Sang, sang, cái gì vậy? Tặng ai nào? Em nghĩ là em sẽ tặng lại cho bạn này. Tại vì bạn đấy có tấm lòng cho em được ăn ngon. Và... Thật ra bạn đó tấm lòng cho cả hai bạn luôn á. Nhưng bạn mà bạn được... kia không ăn ạ. À đúng rồi, đúng rồi. Không ăn, không nhận tấm lòng của người ta. Dạ, nhưng rồi. Em sẽ tặng cho bạn món này. Thật sự là mình thì mình không có biết làm cái gì cả. Mình cũng không phải là người khéo tay. Nói chung là mộc mạc mà đến bây giờ... tấm lòng luôn đúng không? Dạ đúng rồi, tấm lòng. Nên thành ra là cái này nó là thể hiện cái sự chân thật nhất của mình. Khui ra coi cái gì mà nói nhiều quá vậy, khui ra đi. Xin phép khui ạ. Dạ. Wow. Mà em nghĩ là bỏ gì vô trong cái nồi đó? Chắc là những cành hoa. Em cảm nhận cái món quà này em thấy như thế nào? Em phải cho một lời bình luận. Gây ấn tượng với em ạ. Tại vì em chưa bao giờ có một món quà như vậy. Thế thì quan điểm của các em như thế nào về cái cuộc hẹn hò? Thì quan điểm tình yêu của em khi hai người cùng đi hẹn hò thì không nên sử dụng điện thoại trong quá trình hẹn hò. Em nghĩ là nếu cuộc sống dù nó bồn bề thế nào, có một cái cuộc hẹn với một người mình thân thiết mà mình lại sử dụng cái điện thoại đó là không xem trọng người ta. Tới em, trong một buổi hẹn hò em muốn tương tác với nhau nhiều, cũng hạn chế xài điện thoại. Hạn chế thôi chứ. Bởi vì có nhiều cái tính chất công việc nó bắt buộc phải lúc đó phải có, thì mình không có thể nào mà không có điện thoại bên được. Rồi mời em gái. Yes, son. Trong một mối quan hệ á thì cái chuyện riêng tư cá nhân, ví dụ như là nick Facebook hay là Zalo á, thì phần tin nhắn thì mình không có nên đọc. Tôn trọng quyền tự do nhau đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi mời em. Trong chuyện tình yêu quan trọng nhất vẫn là sự chân thành, sự chân thật. Dùng điện thoại thì em cũng không gọi là khuyến khích, nhưng mà thật sự là có những cái cuộc gọi rất là khẩn cấp thì không thể nào mà mình không nghe được. Và cũng như bạn kia, em cũng không thích người ta coi những cái thông tin của mình, và em muốn có khoảng riêng. Bây giờ sẽ ưu tiên cho hai bạn nam nhé. Mỗi bạn sẽ có thể tiến qua bên kia và xin phép nắm tay cái người bạn nữ, và có 30 giây để có thể nói điều mình muốn nói, rồi chúng ta về ghế để đưa ra quyết định của mình là có hẹn hò hay không. Mình xin phép bạn đứng lên cho mình nắm đôi bàn tay. Sao thật mệt. Sự thì mới gặp lần đầu mình cũng không biết nói gì nhiều. Mình nghĩ là tình yêu là nhanh nhất đó là chạm đến bao tử. Cảm ơn bạn. Tự tin. Mời bạn đứng lên. Nắm tay. Thầy cảm ơn bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay. Thầy cũng như là món quà của bạn đã gửi tặng cho mình. Cũng hai tụi mình cũng như một cơ duyên gì đó. Hai món quà rất là có sự liên kết với nhau. Rồi mình nghĩ nó sẽ là cái duyên. Nếu hai mình tới với nhau thì mong bạn hiểu cho cái công việc cũng như là cái tính chất, cái đời sống của mình. Mình cũng cảm ơn bạn vì hôm nay đã tới đây. Đã dành thời gian để ở đây lắng nghe những câu chuyện của mình và bạn nữ. Thì hy vọng nếu mà có những cái cơ duyên sắp tới thì ok, mình cũng có thể tiến tới những cái mối quan hệ khác. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speed Couple nha. Rồi, và bây giờ thì chúng ta hãy lắng động lại một chút xíu, kiểm tra lại cảm xúc của mình, lý trí của mình để đưa ra quyết định. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm bên ghế. Mỗi chiếc ghế đều có hai nút màu đỏ và màu xanh. Nếu mình thích bạn ngồi ở vị trí ghế màu nào thì mình bấm nút màu đó nhé. Sau những lời chia sẻ của anh Đạt. Và bây giờ mời các bạn hướng mặt ra phía trước, nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Đây là khoảnh khắc quyết định.
các bạn phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1 Không biết nói lên lời luôn sao chị, bởi vì nó có quá là nhiều điểm tương đồng á. Và hôm nay chắc em tới đây là một lựa chọn rất là sáng suốt. Dạ, em thấy anh rất là vui tính và kiểu rất là nói chuyện có cởi mở hơn là em nhiều. Với những người trẻ tuổi em không bao giờ rung động. Em đi dao động người về có kiến thức với tri thức, dễ bị rung động vì những người đó. Em như là hoa, đẹp hơn là hoa, khiến cho phải anh mơ chắc có lẽ vì đây giờ. Khiến cho anh thở, nhìn em cái, anh chết xỉu bây giờ. Và bấm ạ. Bấm đi ạ. Và hết thời gian rồi ạ. Trước tiên là tôi hỏi chàng trai ngồi kế bên cạnh tôi trước. Em thấy nó sẽ không hợp với em khi mà hai người tới với nhau. Thế còn em? Nãy khi chạm vào bạn ấy thì... em có một cái cảm giác như là chỉ trong lúc này, khoảng thời gian này mình vô tình thích nhẹ. Nhưng mà khi mà em ngồi đây thì em lại không còn. Còn em? Em có nắm tay bạn thì bạn ấy rất là rung, nhưng mà nó vẫn không chạm được vào trái tim của em. Nên là em chưa thấy rung động. Vẫn chưa đủ cảm xúc. Dạ. Nên buộc lòng là không bấm. Dạ. Còn cô giáo dạy ngoại ngữ? Dạ, em thì cảm thấy là tụi em cần nhiều thời gian hơn để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ, cho nên là em quyết định là không bấm nút. Kính thưa quý vị, các bạn đừng buồn, đừng lo lắng nhé. Đối với những cặp đôi không thành công thì chương trình sẽ cũng dành cho các bạn một phần quà. Đó là gói Ruby của ứng dụng Speak Couple, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện, giúp cho các bạn sẽ tìm kiếm được những nửa yêu thương của mình. Và trong ứng dụng này các bạn sẽ được tư vấn bởi những ông mai và mối là duyên dáng nha. Xin gửi tặng cho mỗi bạn một phần sản phẩm cốt súp gà của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm này không có chứa MSG và không dùng chất bảo quản. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Một lần nữa cảm ơn ứng dụng hẹn hò và những lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Đăng ký tham gia chương trình Ghép Đôi Thần Tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng NetLove. Hãy truy cập ứng dụng NetLove để được đăng ký tham gia chương trình nhanh nhất nha. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại.